Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây à, đây à. Ui đây à. Đây à, mình chạy. Ui, đây à mình chạy à. Ok nó một nhé. Ok. Ok, xong. Team scout clear vô cùng là nhanh chóng anh em ạ. Anh em thấy gắt chưa ạ? Mình sẽ vứt cái khẩu lục 100 cái đó. Đó. Ok. Ở đây thì các bạn xem là có một khẩu FVD này. Khẩu này cãi mạng mới dễ này anh em này. Kẹo sẽ chơi FVD nhá mọi người. Wow. Thử dùng FVD và xem phản ứng của đồng đội. Ơ sát thủ im lặng vậy. Thì mình chỉ dùng FVD thôi mà bạn ơi. Mình chỉ dùng FVD thôi mà. Mình chỉ dùng FVD thôi mà. Mình chỉ dùng FVD thôi mà. Nó chạy này, nó chạy này, nó chạy này, nó chạy này. À nó chạy này. Ông cứ chạy nào đấy chạy ông ơi. Chưa xong bạn đây. Ở ngay 2330. Đâu vẫn đang sống mà ông ơi, làm gì có nốc đâu. Ông xuống nào vậy? Ông xem coi như là sau tháp ông ạ, sau tháp, sau tháp. Đây ông. Bên đây. Tôi chạy qua ngay ông ạ, nào để coi. Ui. Đây à. Ui rồi, đây à. Đây à. Ui bạn ơi, ngay phía sau mình bạn đây. Kẹo sắp xanh mộ anh em ạ. Wow để coi. Kẹo sắp xanh mộ anh em ơi. Kẹo sắp xanh mộ rồi. Có bao nhiêu vậy? À thế không? Thấy trước bạn đây. Ok, này. Thằng bạn nó này. Ui. Cứu nó. Hay quá nhỉ bạn ơi, được. Good game. Chưa. Nó nhảy xuống rồi à? What the hell? Ok đây. Hẳn là sau nhà Doraemon cả. Ui. Nó sang nhà hướng 1 lần 5 rồi ngay. Đây. Có bài này rồi ngay. Ui, ngay phía sau cũng có người này. Thôi xong rồi nha mày. Con này có khi là kẹo sinh mộ rồi nha mày, cuốn máu cái đã. Ok bạn ơi. Mình có hai cái máu này, cuốn máu xong rồi đã anh em ơi. Đây mình có rồi, đủ bạn ơi. Cuốn máu cái đã anh em ạ. Xong là mới ra chơi game nhé. Đây bạn. Chơi đồ hay hơn nào vậy? Chạy xe à? Ok, sinh mộ nhé. Một viên FD nha mà đã khiến cả địch phải xanh mộ. Ui bạn ơi. Ngay chỗ đầu bạn đây. Bạn thấy chưa? Ui này máy mình này. Ghê vậy ai chơi. Ui bạn ơi. Hay quá nhỉ được. Good game sát thủ ạ. Sát thủ pha này gọi là ăn mạng hơi kinh đấy. Trong khi kẹo hiện tại mới chỉ có 2 kill, sát thủ đã có cho mình được 4 kill rồi anh em ạ. 5 kill gạo. Wow. Đếm hơi sai bạn ơi. Thật ra mình có đếm đâu, mình đâu có rẻ tiền mà ăn. Mình chỉ đoán thôi mà. Thế thì ghê rồi ông ạ, ở đây tôi mới có mấy kill đây. Tôi mới có được 2 kill anh em ơi. Ồ, sao là ngày thật là thú vị. Wow. Mình sẽ chạy xuống phía dưới cái này anh em ơi. Thú vị vậy. Không sao đâu vậy ông ơi, đây tôi ông ơi. Ý ông là sao cơ? Hey you. Không thấy à? Độn thổ không? Không sao độn thổ à? Đây này. Có tử heo đâu? Không thấy bạn này. À phải nhảy lên trên à? Không thấy à? Thế rồi bạn này. Qua đây rồi. Ui. Không sao nó trong cầu thang à bạn? Tí nữa có còn để. Đây bạn. Okay. Loot đồ easy anh em ạ, cách loot đồ ở trong góc lag à. Mình đổi qua khẩu EMP. Ok bạn đây. Thế để mình vác thẳng cái xe vào đây. Cho bạn tha hồ loot đồ này. Đây vác thẳng cái đầu xe vào đấy. Nhảy lên cái đầu xe, tha hồ loot đồ, được chưa? Thấy chưa bạn đây. Lên đây này, lên được mà. Đây ông lên đấy mà loot đồ. Nhảy lên này, nhảy góc chéo bánh xe ông ấy. Góc chéo bánh xe này. Đây ông nhảy chỗ này này. Lên này, đây. Có tử heo bạn tôi nhảy đi. Nhảy lên. Không có đà lên được cậu ơi. Có tử heo thế nhảy lên đi. Bạn nhảy lên đi. Đây mình cho con xe xem có nổ hay không. Một quả lựu vào xe. Boom. Nhảy lên đây bạn ơi. Đây này. Đây nhưng mình nhảy bình thường mà. Ui. Bạn định nướng thịt mình đấy à? Bạn định nướng thịt mình đấy hả? Nhảy được bình thường. Ông không nhảy được thì ông ao đi. Đây nhảy bình thường mà, thấy chưa? Đây. Tao có nhảy được này. Đây, bạn phá xe chỉ vì để rút hòm xác. Bạn thật rẻ tiền. Wow. Sạch hết đồ mình quên mất. Đây bạn đây. Bạn có túi máu không? Vứt cho mình túi máu này bạn ơi. Hey, cho xin túi máu bạn ơi. Cho hai túi này. Đây vứt cho hai túi này. Thank you. Thank you so much. UAV cộng bạn này. Ok bạn, lên trên cái coi anh em ơi. Ui, có lẽ hơi đông đấy. Ông ơi quay lại cái phía đồ là này, phía đồ là ở ngay hướng 240 nhá, có người nhớ. Ngay căn nhà máy xanh thực phẩm ở đây. Thế mình qua lại một cái thằng này cái đã. Wow. Đậu xanh, thế ghê rồi.
Ô chết, chết đấy có vẻ ghê quá nhỉ. Tôi chết chỗ này có thằng nào chân gạ chảo đâu này, chân gạ gạ dao này. Ôi, hey, hey you. Chỗ này à? Phải không vậy? Không có bạn đây, tôi thấy có một đứa nào cứ gạ dao gạ chảo đây nhỉ. What the hell, tìm chưa thấy nó anh em ơi. À đây, à đây. À đây, ui, à đây, gạ. Gạ, xanh mộ anh em ơi. Cái kết là đừng bao giờ gạ chảo với xích kẹo nha anh em nhá. Đấy, thử gạ chảo xích kẹo và cái kết. Bạn ơi, ra đây, trên này, trên sao này. Bạn, sao bạn, sao bạn? Đây bạn, đây đây, mình lên ngay. Cái kết đó là đừng bao giờ gã chảo xích kẹo nha anh em. Đây đây, sao bạn? Ok, mình biết thừa cái cục đá rồi đây. Bây giờ kẹo chạy qua ngay, được chưa anh em? Đá nhỏ, đấy. Ok, cục đá nhỏ bé tí luôn, tôi không ngại gì cả. Thế bây giờ đây, mó luôn bên này không em, mó luôn bên này. Mó luôn bên này, à nó thấy tôi rồi không em, nó thấy tôi rồi không em. Nó thấy tôi rồi không em, nó thấy tôi rồi không em. Đây không, đây không. Ui giời ơi, bạn tôi hay có nhảy được, hay. Chỉ đợi bạn lên lấy thằng hướng thôi. À, thế bạn giả vờ à? À, bạn hay lắm. Thì đúng là hướng đấy mà. Đúng thằng ấy nó hướng đấy mà. Sát thủ giả vờ gọi đồng đội lên đánh là hướng và cái kết. Cái kết sát thủ ăn hết mạng anh em ạ. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Hi. Thì mình sẽ trang bị ông ngắm mục đích anh em ơi. No, sát thủ giả vờ gọi đồng đội lên đánh lạc hướng để ăn mạng. Wow, cheap money. Bạn wow. Thật cheap money, ZE cheap money. Thật rẻ tiền. Ơ thế bây giờ bạn ăn được không? No. Mình hai thằng bắn thì thằng nào ăn được chả được. No, chúng ta we are team bởi vì bạn đã có 6 mạng. Wow, wow. Cảm ơn bạn Thái đến chơi đại của tạo nha anh em ơi. Fan của anh kẹo đây, thì kẹo em. Chúc tất cả mọi người xem live vui vẻ nhá. Nếu như mọi người thấy những cái video giá trị của mình hay thì đừng quên đó là hãy chia sẻ cho team để ủng hộ cho kẹo nha anh em. Đó, và anh em được cái follow nhá. Bây giờ thì kẹo sẽ livestream theo khung giờ đó là từ 20 giờ đến 23 giờ hàng ngày nhá. Anh em follow để ủng hộ cho kẹo nha anh em. Mình có add tính năng Kelly mà bạn. Mình cũng add tính năng Kelly 6%. Khi mình Kelly 5% nhưng mình chạy trước bạn mà. Bạn đã hiểu chưa? Sát thủ ơi, bạn thấy trên lưng mình có súng gì rồi bạn ơi? Hey. Biết rồi. Ui, biết rồi cả. Thế là súng gì vậy bạn? Nó sẽ chết sớm mà cái no. No, no, no bạn ơi. Mình sẽ không chết sớm đâu bạn ạ. Mình sẽ cố gắng sống dai. Ui. Chết là chết thế nào bạn? À đấy, chết rồi, mình chạy lách xuống phía dưới là ok mà. Đó, được chưa anh em? Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là trong cái ván đấu này còn lại là bao nhiêu đấy? 11 người chơi nữa thế à? Đó, cố gắng làm trận top 1 nhỉ anh em. Đây, sẽ lần đầu có phía đây coi. Và anh em ơi, chúng ta vẫn chưa thấy ai cả. Có lẽ như là trận này hơi bị vắng anh em ơi. Sát thủ rẻ tiền và xích kẹo đắt tiền nhất. Wow em ơi, bình luận chuẩn. Chuẩn cơm rồi anh em ơi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi luôn đấy. Mình sẽ chạy xuống bây giờ cái đá anh em ơi. Sát thủ ơi, thế không đúng à? Thế không đúng hả sát thủ ơi? Thế không đúng hả sát thủ ơi? Hi. À, cậu rẻ tiền à, ok. Đâu? Xích kẹo có chặn thằng băng thôi mà. Ê bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, hay vứt phóng lựu cho mình vứt cho Rosa bạn đây. Quy đổ này, đổi không? Đổi không bạn ơi? Vứt cho mình đã phóng lựu này, mình đổi cho bạn Rosa này. Hey. Không, bạn ơi. Bạn ơi, vứt mình đã phối liệu đi, mình đổ ra Groza này bạn ơi. Đã mất đi không thể nào lấy lại được, bạn hiểu wow, không? Wow bạn. Thôi bạn ơi, đổ cho mình đi Groza bắn ngon này. Ê. Lấy lại được. Bạn ơi, Groza bắn ngon này, đổ cho mình đạn phóng liệu đi lấy Groza này. Không bạn ơi. Ui giời ơi bạn ơi. Lỡ mà mình không. Tại sao bạn lại như vậy? Ok. Tại vì bạn rẻ tiền, ok. Wow, no, mình đắt tiền mà bạn, sao bạn lại nói mình rẻ tiền, mình tủi thân bạn ơi. Okay. Mình đắt tiền mà bạn. Ok. No. Mình đắt tiền mà bạn, sao bạn cứ kêu mình rẻ tiền vậy? Đâu thì đúng mà. No bạn ơi, chúng ta là những người đồng đội cơ mà, tại sao bạn lại như vậy? Tại sao bạn lại như vậy? Chúng ta là những người đồng đội cơ mà. We are team. Đừng như vậy nữa bạn ơi. Đừng như vậy nữa, bạn ăn quá nhiều mạng rồi, bạn 6 kill rồi mình có 3 kill thôi à. Bạn ơi đừng như vậy nữa. À, mình sẽ chạy lẻ và mình sẽ trang bị giảm thanh. Qua bạn ơi, qua bạn ơi, có người bạn ơi. Ôi mình đang bật cái bộ. Ui. Đang bật lên không để ý anh. Không để ý anh em ơi, không để ý anh em ơi. Mày chạy à? Mày chạy mày săn xích kẹo à? Hay lắm. Kẹo con máu có đã anh em ơi. Mày đang con máu có đã bạn ơi. Ghê quá mà. Ui bạn ơi, có liệu này, Thích ghê rồi, anh em ơi, thích ghê rồi. Ui. Mình. Đây đây. Liệu của bạn à? Tưởng tượng của ai? Mình suýt đa bạn ạ. Đơn giản là đang chạy bật cái tủ đồ lên. Kẹo tí nữa xanh mộ rồi anh em ơi đây. Trang bị lại nó ba này. Thế là bạn nó này, thằng bạn nó này ông ơi.
Thôi bạn nó này ngoài, bạn nó này ngoài, bạn nó này ngoài. Ok ok. Bạn nó ngay phía này. Ui. Các bạn ạ, của nó ngay phía trên này. Phía trên cũng có người, phía trên cũng có người ngoài. Ok. Ok. Như vậy là đã xanh bộ rồi anh em ạ. Ok ok biết rồi. Đấy, thank you bạn nha. Xíu nữa kẹo đai anh em ạ. May là có sát thủ cứu anh em ơi. Như vậy chúng ta là we are friends, những người bạn tốt mà bạn. No. Chúng ta là những người bạn tốt mà bạn, 7 kill rồi mình mới có 4 kill này. Thế bạn tốt mà bạn. Bạn ăn nhiều mình. Bạn anh so với mình hơi nhiều mạng rồi đấy. Thế bạn có muốn cái gì nữa hả bạn? Bạn ơi, chỗ này có giảm thanh này. Sát thủ ơi, có giảm thanh này, sát thủ ơi. Ôi bạn ơi. Wow, bạn trang bị nòng ba. Wow. No, mình sẽ lượm thêm cái súng điện để cứu bạn. Anh em ơi, chạy qua thôi nha em ơi. Wow. Ở đây bên này có người này. Đây bạn, đây bạn. Kiểu đang chạy qua rồi anh em ạ. Căng quá nhỉ. Ui, căng quá nhỉ anh em. Đây đây. Bo thủ có lẽ là hơi căng anh em ạ. Một giây thì chúng ta sẽ mất đó là 2 máu nhá. Gắt thế nhỉ anh em đây. Kẹo chạy xuống phía dưới cái đã anh em ạ. Ok ok. Anh ơi cố lên gắt. Đúng rồi mà em. Gắt quá mà anh em. Ồ thế là còn lại có 6 đứa thôi anh em ơi. Đây kẹo quần máu có đã anh em ạ. Quần máu có đã. Đấy. Quần máu cho cẩn thận. What the hell của chiếc quần đơn anh em ơi. Thế mà mình vừa chạy quá đâm ra lại chiếc quần máu được này. Ây ây. Đây anh em. Được rồi bạn đây. Thế là vừa quần máu xong rồi bạn đây. Tôi tưởng là chiếc quần máu được. Kiểu đang quần máu xong chạy luôn mà nó lại mất cái quần máu. 40 giây chạy luôn vào bo này. Đây bạn, đây bạn đây. Tôi xem nào. Tôi đang chạy xe máy vậy. Ui sát thủ ơi. Sát thủ ơi đừng ăn mạ nữa. Đừng ăn mạ nữa sát thủ ơi. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Wow. Sát thủ đã có cho mình được bạn thứ 8 và gấp đôi mạng của sĩ kẹo anh em ạ. Chúng ta not friend. Mình sẽ đi riêng bạn ơi. No, no friend. Đếm gì. Đâu mình có đếm đâu. Không, bởi vì bạn ăn quá nhiều mạ. Mình chán quá. Mình không muốn chơi với bạn nữa. Sát thủ ơi, đừng rẻ tiền nữa được không? Please, còn 5 mạng nữa anh em ơi. Kẹo sẽ trang bị giảm thanh anh em ạ. Ui, đậu xanh các bạn đây. Vừa trang bị giảm thanh cái xong. Ui ui. Ui ui, ui bạn đây, ui bạn đây. Cứu mình, cứu mình. Ở ngay phía 150 bạn ơi, cứu mình. 150, 150, cứu mình, cứu mình. À thế, thế thôi, thế thôi. Đang chạy, đang chạy, đang chạy, đang chạy này, đang chạy này, đang chạy này. Ok, nốc rồi nhé, đang chạy này. Ui, đang chạy này, đang chạy này, đang chạy này. Xanh mộ cho bạn đây, ui. Bạn đây, bạn đây, nhanh nhanh qua cứu mình, nhanh qua cứu mình. Cứu được, cứu được, cứu được sát thủ ơi. Qua đây, qua đây. Thằng bạn đó ở ngay phía 150 cứu được mình. Ê, sát thủ cứu mình, được mà. Chạy qua đây bạn đây. Cứu được đây, nó đang đẩy qua, đẩy qua. Chưa đến đâu, chưa đến đâu. Ông cứ chạy qua, nó đang bắn thằng khác này. Đây, cứu mình, cứu mình, cứu được. Cứu được, bạn yên tâm. Đằng sau không có đâu. Cứu mình hộ cái. Ê. Chuẩn bị chạy nhá. Ok bạn, ok bạn. Đây kẹo quần máu có đã. Quần máu cho nó luôn anh em ạ. Không chạy. Này ở gốc cây. Này ở gốc cây. Ok ok, đây mình đang quần máu đây. Quẩy tí đai anh em ạ. Có lẽ hơi gắt đấy. Có lẽ hơi gắt đấy. Có lẽ hơi gắt đấy. Ok. Yes, tuyệt vời. Sao mình cứu bạn mà lại cái bạn, mình, okay. Mình có cái mạng đâu. Đâu mình cái mạng đâu. Tại sao mà lại nghĩ như vậy. Mình có đang trang bị giảm thanh này bạn này. Bây giờ mình trang bị đồng ba này. No, no bạn ơi. Mình đâu có rẻ tiền đâu, mình đắt tiền mà bạn. No, cậu đừng nói như vậy mình tổn thương. Bạn đừng nói như vậy mình tổn thương bạn. Mình quấn máu một xíu thế à. Ôi bạn ơi, ở ngay phía trên bạn đây. Phía trên có một đứa nhá. What the hell, có cái nào vậy. Ôi, thế thì ghê rồi. Bạn 9 kill rồi à? Wow. Bạn 9 kill rồi à? Wow. Sát thủ ơi, chia mình vài tiểu máu nè, mình đang thiếu máu bạn ơi. Hay. Ủa để mãi dưới này cả, thằng nào kẹo không thấy anh em ạ. Nó đang ngồi dưới gầm như này, làm sao mà thấy được. Ê, cho xin vài tiểu máu này. Ok, ok, đây. Lên giáp 3 hơi nát anh em ạ, có lẽ là mình sẽ xuống cái giáp cũ nhưng mà mất tiêu cái giáp cũ rồi. Hình như là kẹo còn bay bị bay giáp à? Chắc tôi bị bay giáp hả ông? Đâm ra chẳng thấy cái giáp nào. Đậu xanh các bạn ơi, thường một cái mục đích này. Ui. Hello này. Baby. Ok anh em ơi. Cùng kẹo nữa xem bạn nào mọi người ơi, còn hai đứa nữa. Không biết là chỗ nó đâu nhỉ. Tôi nghĩ là ở khu phía trong này. À đây rồi, đây rồi. Trong nhà, trong nhà. Ok ok, okay bạn ơi. Nhà nhỏ hướng 2 tầng 5 nhá, 2 tầng 5 nhá. 2 tầng 5 nhá, 2 tầng 5 nhá. Đây bạn đây, đây bạn đây, đây đây. Đang ngồi cây này, đang ngồi cây này. Đang ngồi cây này bạn đây. Thế thằng bạn ở đâu, thằng bạn ở đâu. Bạn trên này. Bạn đang ngay phía trên này. À ngay phía trên này. Ok, nốc rồi nhé. Hạ nó ngay, hạ nó ngay. Một đứa trong nhà nữa, một đứa trong nhà nữa ngay. Ôi đây, đây đây, một đứa trong nhà nữa. Có máu đó. Một đứa trong nhà nữa bạn ơi, đây đây, mình chạy qua ngay này.
chạy qua support luôn sát thủ anh em ạ. Ui, nhân giống tất cả. Thế thì ghê rồi, bạn mấy kill à? Wow, bạn tôi. 1 kill cậu. Thế thì ghê rồi, mình có 7 kill này. 1 kill thôi. Wow, thăng Long Quyền anh em ơi. Ăn mừng chiến thắng thôi anh em ơi. Ui. Ô, không ăn mừng nữa này. Ơ, bởi vì ok các bạn ơi. Như vậy thì với sự cứu của sát thủ thì mình đã có được 7 kill, tí nữa mình die anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.